Sáng nay ngày 11 tháng 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Dân dân Thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh, chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Theo đánh giá hướng từ hội nghị năm 2021, công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng tiếp tục được Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng, với tinh thần quyết liệt, không ngừng, không nghỉ, không trùng xuống, góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng chỉnh hướng đảng trong đó có nhiều vụ việc khó hốc phức tạp nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm đã được kịp thời kiểm tra kết luận rõ và xử lý kỷ luật nghiêm minh Còn có tác dụng răng đe cảnh tỉnh lớn củng cố tăng cường niềm tin cho cán bộ đảng viên và nhân dân, dân. Năm 2022, Ủy ban kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao nhận thức của các tổ chức đảng và công tác đảng viên từ trung ương đến cơ sở về kỷ luật kỷ cương của đảng, tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy người đứng đầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị trong từng thời kỳ thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra giám sát trên từng lĩnh vực địa bàn, xây dựng và hoàn thiện các quy định của đảng và nước theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả của công tác kiểm tra giám sát.